Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới các bác đang theo dõi kênh YouTube Việt Xế Chất. Ngày hôm nay thì với những quý anh chị chúng ta đang muốn mua một chiếc xe gầm cao 7 chỗ rộng rãi để đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thì em Việt mang tới cho quý anh chị chúng ta với một trong những mẫu xe có thể nói là được ưa thích nhất tại thị trường Việt Nam trong phân khúc 7 chỗ máy dầu, đó chính là một chiếc Hyundai Santa Fe. Trước mặt các bác ở đây thì em Việt đang có là một chiếc Santa Fe phiên bản phun dầu động cơ 2.2 được sản xuất là năm 2015 các chị nhá. Xe lăn bánh chuẩn 9.8 và tất cả tình trạng của chiếc xe này thì em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích ngập nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các anh chúng ta có thể dễ dàng sang tên chính chủ cho vòng một lốt nhạc. Vậy thì với một cái tầm tiền bây giờ để chúng ta có thể sở hữu cho mình chiếc Hyundai Santa Fe màu nâu này, với một cái mức giá nó chỉ hơn một con Vios tí tiền thôi, là các anh chị đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe vừa đẹp, vừa nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Và đặc biệt động cơ máy dầu của Hyundai thì có thể nói là mang lại cho chúng ta một cái khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu cũng như là bền bỉ theo thời gian. Vậy thì chất lượng chiếc xe liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra hay không? Thì em Việt mời các anh chị chúng ta dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Hyundai Santa Fe 2015 mà em Việt đang có tại đây các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Thì với thế hệ này thì chiếc Santa Fe có một kiểu dáng thiết kế thực sự là đẹp. Và các bác để thấy này, mặt ca lăng chúng ta có những thanh nan chrome. Đấy, nhưng em quay gần nhé thì các bác để thấy là theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn sáng như mới tinh. Hệ thống đèn pha thì quý chị để thấy là thiết kế cũng rất đẹp mắt, với viền đèn LED định vị ban ngày. Hệ thống đèn pha chính thì được trang bị bóng đèn bi Victor, và chủ nhân cũ thì đã độ lên cho bác chúng ta đèn bi siêu sáng rồi. Và các anh chị có thể nhìn cho em này 2015, nhưng đem quay gần nhé để các bác để thấy là đến bây giờ tất cả hệ thống đèn pha của nó vẫn còn trong suốt như pha lê. Và kể cả những cái đường liền lạc này, cái đường mép các bác nhìn cho em, không tí khe hở nào luôn. Đây nhá, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, nó đều thẳng tăm tắp luôn, đúng không ạ? Đó. Và phía dưới này chúng ta sẽ có phần đèn gầm. Và với phiên bản phun dầu thì các anh chị chúng ta còn có cả rửa đèn pha nhá. Có cả rửa đèn pha. Xe thì đang mang biển Hà Nội. Ở cái thời điểm bây giờ thì cũng cận Tết rồi, thì bác nào mà chúng ta muốn đi Tết thì các anh chị chúng ta cứ để biển này đi cho em. Đấy, sau Tết bên em sẽ rút hồ sơ, sau đó thì vào tên cho các anh chị chúng ta để các bác có thể là dư giả thời gian nhé. Vì ở thời điểm bây giờ các bác thấy là nhất là Hà Nội mà rút hồ sơ để sang tên đổi biển thì nó hơi lâu một chút xíu, sợ nó không kịp các bác anh chị chúng ta đi vào tên trong cái dịp trước Tết. Đấy, thì anh chị ta có thể để nguyên cái biển này, và để nguyên biển và chúng ta đi qua Tết thì bên em hỗ trợ rút hồ sơ nhá, được chưa? Và thì tiếp tục đi về phía đèn pha bên phía lái này thì các bác có thể thấy chất lượng của em nhá, quá đẹp luôn. Đấy, không có từ gì để chê luôn, đúng không ạ? Đấy, và các chi tiết đường gân tập nổi trên phần lắp cabo kết hợp với mặt ca lăng, phải nói là chiếc xe này thực sự mang tới chúng ta một kiểu dáng thiết kế rất đẹp mắt, rất đẹp mắt. Xi nhan tích hợp trên gương nhá, toàn bộ viền cửa kính đẹp chrome này. Đấy, và đặc biệt là bộ la răng, các bác có thể thấy la răng phay thiết kế cực kỳ đẹp. Đây em quay các anh chị này. Đấy, nhưng các anh chị nhìn cho em nhá, xe người ta chạy ít là chạy chuẩn 9.8 thôi, nên các bác nhìn cho em là từ cái cụm phanh bên trong này là vẫn còn sáng choang như mới tinh, ok chưa ạ? Đó. Và đây, xi nhan này cũng là một cái giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu nhá. Chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome và tích hợp cảm biến khóa mở ở hai cửa trước. Và đây em quay ngang ra để các anh chị chúng ta có thể ngắm chọn cái ngoại hình của chiếc Hyundai Santa Fe màu nâu 2015 này. Đấy, và một dòng xe thực sự là rất hợp lý với cái tầm tiền bây giờ chúng ta bỏ ra để sở hữu em nó ngày hôm nay. Và tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì các anh chị thấy là xe được trang bị đuôi gió, tích hợp đèn phanh trên cao, gạt mưa kính phía sau nhá. Và một cái điểm cộng của xe này nữa đó chính là cái cụm đèn hậu, và cũng thiết kế khá đẹp mắt kết hợp với những giải đèn LED bên trong này. Đấy, các bác thấy rất đẹp. Đấy, và chúng ta có đèn là xi nhan, là đèn halogen nhá. Đấy, nhưng anh chị nhìn cho em những cái đường điện lạc này. Đấy, nó phải đều thẳng tắp tắp vậy, các cái chi tiết nhựa nó không có bị vỡ. Đấy, và mức tiêu hao nhiên liệu thì các anh chị có thể thấy cho em này, 8,2 lít trong 100 km đường hỗn hợp nhé. Đường ngoài đô thị con này ăn có 6,9 lít dầu thôi. Đấy, vâng, 6,9 lít dầu thôi các bạn. Và anh chị có thể thấy đó, quá đẹp luôn. Bô kép nippo thể thao, và phía dưới là chúng ta sẽ có lốp dự phòng nhá. Đây anh chị nhìn này. Đấy, quay qua các anh chị một chút cái phần gầm này. Đó, các bác thấy gầm rất đẹp luôn nhá. Nếu quý anh chị là chúng ta muốn kiểm tra kỹ lưỡng hơn thì các bác có thể đến showroom của em Việt, thì bên em có cầu nâng thì sẽ quay cho các bác cái phần gầm. Và đây các anh chị nhìn cho em cái đèn hậu bên này này. Đó, các bác thấy không bị vỡ, không bị dạn, không bị chấp hơi nước, và còn rất là mới, đúng không ạ? Đấy, và đấy, động cơ 2.2 CRD dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Chúng ta có cốp của chiếc xe thì đương nhiên nó là cốp điện rồi. Đấy, mở lên rất là êm ái mượt mà. Và trong trường hợp mà các chị chúng ta không đi đến 7 người thì chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba xuống, các bác sẽ có một cái không gian cốp thực sự rất là rộng rãi để các chúng ta có thể là đi mang theo đồ đạc, hành lý, vali cũng chuyến đi của mình nhá.
Vì dạng xe này là dạng xe 5+2. Nếu chúng ta kéo cái hàng ghế thứ ba lên thì chúng ta sẽ còn một cái khoảng cốp nhỏ còn lại để ít đồ thôi, không quá nhiều. Đấy, và đây, độ zin nguyên bản, các bác nhìn cho em từng cái vết đính tán của nó này. Đấy, từng ốc này. Xuất sắc luôn nhá. Bao zin toàn tập, còn anh chị có thể đem đi ra trích test trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc Hyundai Santa Fe này. Đấy, các bác thấy này. Đấy, bỏ cái tấm lót này ra thì nỉ của nó gần như mới tinh. Ở phía dưới lại đồ đạc kích thay thế này, tất cả nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, như này các chị đã cảm thấy ok về chất lượng chưa? Đấy, cốp thì cốp đóng điện bằng một nút bấm thôi. Đấy, các bác thấy là nó sẽ tự động hạ xuống. Và rất nhiều tính năng và công nghệ ở trên chiếc Hyundai Santa Fe này. Và gần như sơn xi bên ngoài thì gần như các bác về chúng ta cũng không phải làm gì đâu. Cái màu này thì có lẽ là hợp với các bác mệnh thổ. Vâng, màu nâu. Đấy, vâng, thì anh chị ta thấy là hợp với các bác mệnh thổ nhá. Vậy thì để tiếp tục đánh giá chất lượng xe thì em Việt mời các bác chúng ta mở cửa và chúng ta đi vào đánh giá cái nội thất bên trong của xe xem tình trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, đúng không ạ? Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc Hyundai Santa Fe. Không chỉ mang tới cho chúng ta một ngoại thất đẹp mà nội thất bên trong của chiếc xe cũng mang cho chúng ta với không gian cực kỳ hiện đại, trẻ trung và trang bị rất là nhiều công nghệ và tính năng anh chị nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai ghế trước điều chỉnh điện này. Đấy, điều chỉnh điện hết, và riêng ghế lái thì các bác còn có tính năng là nhớ hai vị trí ghế nhá. Tay nắm cửa sơn màu ghi bạc này. Kính auto, vâng, và gập gương tự động. Đây các bác nhìn cho em này, các chi tiết này. Ở đây chúng ta có bọc da nhá. Đấy, và có chữ Hyundai Santa Fe ở đây. Và các chi tiết màu ghi bạc. Được chưa ạ? Đấy, và từng bản lề các bác nhìn cho em này. Để em quay rất là kỹ nhé, để các anh chị chúng ta thấy nguyên zin nguyên bản. Đó, xuất sắc luôn nhé. Đấy, và đây, từ cái ốc bản lề bên này. Đấy, từ cái móc khóa các bác nhìn này. Và kể cả tem mác nhé, đầy đủ hết. Vâng, vậy thì đây, quay cho các anh chị chúng ta một chút cái hàng ghế đây, các bác nhìn này. Chúng ta có vô lăng 4 chấu. Vâng, vô lăng 4 chấu và nó tích hợp tính năng ga tự động Cruise Control. Ngoài ra thì các chúng ta có nghe thoại rảnh tay này, tăng giảm âm lượng này, tắt âm này. Đấy, bản này bản full thì chúng ta có gài cầu điện, có chế độ tiết kiệm nhiên liệu Eco rồi nhá. Đấy, cân bằng từ chống trượt và hỗ trợ đổ đèo. Các chi tiết cửa gió điều hòa thì họ sử dụng vân carbon, khá là đẹp mắt. Được chưa ạ? Đấy, và ghế thì đây các bạn nhìn cho em này. Ghế là ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, ghế da này, ở giữa đục lỗ thông hơi. Có sưởi ghế, có sưởi hai ghế đằng trước. Nhưng các bạn nhìn cho em là từ cái má ghế này, theo thời gian nó vẫn đẹp như này. Đấy, kể cả phần phía dưới này này. Đấy, các bạn nhìn này, căng đét đèn đẹp luôn, được chưa ạ? Rất là ok. Về kẻ khóe vô lăng nha, em quay gần này cho anh chị chúng ta nhìn. Đấy, khu vực cần số đây, chúng ta có sưởi ghế này. Đấy, sưởi ghế và có phanh tay điện tử nhá, auto hold, có hết rất nhiều tính năng công nghệ trên xe này, dù nó được sản xuất là năm 2015. Ngoài ra thì đây là chủ nhân cũng đã lên cho các bác chúng ta một cái màn hình Android đây này. Đấy, màn hình Android nhá. Đấy, tích hợp cam lùi full HD luôn. Đó, các bác thấy có cam lùi full HD rất là rõ nét này. Và đây các anh chị thể thấy là cái mức công tơ bét hiện tại của xe thì nó đang ở rừng là 9.8 chuẩn nhé, 9.8, không tua tí nào luôn. Và đây các anh chị thể thấy này, gương chiếu chống chói, camera hành trình, và đặc biệt là chúng ta còn có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, để các bác có thể ngắm chọn bầu trời trong những cái chuyến đi của mình. Và ghế da phụ bên phụ đây, các bác thấy đây, còn rất là ok về chất lượng nhá. Đấy, tablo tapi sạch đẹp. Và em đang nổ máy nhưng các bác có thể thấy là tiếng máy nổ, dù là máy dầu nhưng mà nó khá là êm và đanh, đúng không ạ? Vâng, khá là êm và đanh nhá. Đó, và máy dầu, hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập rồi. Đây các bác nhìn này, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nhá. Được chưa ạ? Và vậy thì bây giờ chúng ta đi về cái hàng ghế thứ hai sau của nó đi. Thì các bác chúng ta đánh giá chất lượng xem tình trạng nó ra sao nào. Đó, thì đây các chị nhìn cho em này, hàng ghế thứ hai. Đấy, cũng còn rất ổn áp này, từ ghế da zin các bác nhìn cái má ghế này. Đấy, đẹp như này, kể cả cái mặt ghế này. Đây em quay gần nhá để cho các chị chúng ta nhìn nhá. Con này thì thực sự là xuất sắc về chất lượng luôn các bạn. Đấy, ghế da này. Đấy, kể cả cái lưng ghế trước này. Bản lề đây. Đấy, cửa gió điều hòa thì chúng ta có ở bên này nhé. Đấy, cửa nóc này, trần nỉ rất là sạch đẹp. Đấy, rất là sạch đẹp luôn các bạn. Ở đây chúng ta có một cái rèm cơ nữa này. Các bác ở bên cái cánh cửa này, cạnh cửa này sẽ có một cái rèm cơ. Chúng ta kéo lên để che mưa, che nắng nhé. Đấy, tăng độ riêng tư. Được chưa ạ? Tablo tapi thì cũng còn khá là sạch đẹp. Người ta đi người ta không để lại vết xước sát gì. Đấy, và như em nói là cam kết với các bác là không mất 1 cm cao chỉ đâu nhá. Đấy, chúng ta sang bên này. Đấy, các anh chị chúng ta nhìn giúp em. Đó, rất là ok luôn nhé, ghế da zin nhé, không phải ghế da bọc lại đâu. Nhưng các anh chị để thấy được cái tình trạng của nó thực sự là vẫn còn rất là tốt. Vâng, rất là tốt tốt. Đây, tablo tapi này. Đấy, các bác thấy là ghế phụ cũng chỉnh điện nhé, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn. Và đây bản lề đây.
Đó, như này thì các bác đã cảm thấy ok về chất lượng chưa? Đây. Vâng, vậy thì bây giờ em Việt sẽ mở cái lắp capo chúng ta kiểm tra tới cái khoang động cơ nhé, xem tình trạng động cơ nó như nào. Vâng, và thì đây ạ, xin mời các anh chị ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ với cỗ máy 2.2 CRD. Em Việt đang để nổ máy nhá, để các bác có thể thấy là tiếng máy nổ. Đương nhiên máy dầu nó sẽ hơi to một chút nhưng mà rất là êm. Con này thì bao nhiêu bắt từ răng lần cò, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, tất cả từ lốc không một vết vặn nhá. Đây, từ cái chân giảm sóc các bác thấy vẫn còn nguyên vạch sơn này. Capo thì đây. Đấy các bác cứ thật kiểm tra kỹ lưỡng của em phần đầu răng này. Đấy. Đấy, hay là từ cái tấm nỉ, cái cầm này các bác thấy nó vẫn còn nguyên bản. Từ lốc này. Đó. Như này thì các bác đã cảm thấy ok về chất lượng chưa? Xuất sắc luôn nhá. Vâng, không một tì vết, đúng không ạ? Vâng, và thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu 2015 màu nâu đang có mặt tại showroom em Việt ở 468 đường Nguyễn Đăng Bằng, thành phố Hải Dương. Vậy thì mức giá mà em đang chào bán dành cho em nó chỉ có là 685 triệu đồng và còn có thể thương lượng được các anh chị nhé. Vậy thì bác nào yêu mến quan tâm thì xin mời các anh chị ta có thể trực tiếp nhấc máy và alo cho em theo hotline là 0968228589 để nhận được hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này. Một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc bác một ngày mới thật vui vẻ và nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.